Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin 9:10 phát sóng hàng ngày trên kênh Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, phần đầu bản tin là những tin tức nổi bật trong nước và quốc tế. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020 tới Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng. Chỉ thị số 10 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm, loại khỏi bộ máy đối với những cán bộ công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Sớm xây dựng định hướng chương trình thanh tra 2021 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp kéo dài, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo tiền đề để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2025. Theo đánh giá mới nhất của Bộ Tài chính, đại dịch COVID-19 đã khiến ngành hàng không Việt Nam thiệt hại nghiêm trọng, số lượng khách hàng và số chuyến bay khai thác đều sụt giảm mạnh. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam dự báo, các hãng hàng không Việt Nam có thể bị thiệt hại khoảng 4 tỷ USD, tương đương 90.000 tỷ đồng trong năm nay. Riêng Vietnam Airlines mất khoảng 50.000 tỷ doanh thu và ước cả năm lỗ khoảng 16.000 tỷ đồng. Mặc dù mức thiệt hại là rất nghiêm trọng, nhưng đến nay các hãng hàng không mới được hỗ trợ giảm một số khoản phí dịch vụ hàng không vài chục tỷ đồng, được ngân hàng giảm chút ít lãi suất, giãn nợ một số khoản vay. Trong khi đó, từ thực tế đầy khó khăn mà ngành hàng không đã và đang phải đối mặt, các chuyên gia kinh tế cho rằng ngành hàng không có tác động rất lớn tới nền kinh tế. Nhiều hãng hàng không Việt Nam trụ được đến thời điểm này dưới tác động của dịch bệnh là sự nỗ lực rất lớn. Do đó, có cơ chế hỗ trợ cho ngành hàng không trong thời điểm này là vô cùng cần thiết. Hàng không Việt Nam cần ít nhất 25.000 tỷ đồng để hoạt động và bật dậy sau đại dịch. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Jim Rick, ngày 11 tháng 7, ra tuyên bố kỷ niệm 25 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Tuyên bố của Thượng nghị sĩ Jim Rick cho biết, trong vòng 1/4 thế kỷ qua, Hoa Kỳ và Việt Nam đã vượt qua những vết thương chiến tranh để xây dựng một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực thương mại, phát triển, y tế công cộng, năng lượng, quốc phòng và giao lưu nhân dân. Thượng nghị sĩ cam kết sẽ thúc đẩy những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ủng hộ một Việt Nam mạnh, thịnh vượng và độc lập, đồng thời củng cố đối tác toàn diện giữa hai nước. Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên tham gia cùng Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng như an ninh khu vực, hợp tác kinh tế và thương mại, cũng như nhân quyền và pháp trị. Tuyên bố của Thượng nghị sĩ Jim Rick cho biết, Hoa Kỳ năm nay cũng ghi nhận và ủng hộ vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam và vẫn tiếp tục cam kết hợp tác trong tương lai với Việt Nam và các đối tác ASEAN khác nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mở và tự do, đồng thời giải quyết các thách thức chung. Thượng nghị sĩ Jim Rick nhấn mạnh, ông kỳ vọng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố trong 25 năm tiếp theo và xa hơn nữa. Chuyển sang một số thông tin về tình hình dịch COVID-19 trong nước và trên thế giới. Tính đến 6 giờ ngày 12 tháng 7, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, dịch vẫn có nguy cơ lây lan khi vẫn còn các trường hợp trốn cách ly, vượt biên trái phép. Tính đến 6 giờ ngày hôm nay, đã 88 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe hiện là 11.009 trường hợp. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 3 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2 là 2 ca. Tại Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, khi dịch bệnh đang được kiểm soát tại cộng đồng, chỉ ghi nhận ca xâm nhập tại các điểm cách ly tập trung. Trước sự việc có một số trường hợp vượt biên trái phép hoặc trốn cách ly trong thời gian qua, Bộ Y tế đã chỉ đạo các tỉnh biên giới tiếp tục tăng cường thắt chặt và bảo vệ biên giới. Trên thế giới, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 209.797 trường hợp mắc COVID-19 và 4.915 ca tử vong.
hàng loạt tiểu bang tại Mỹ đã chứng kiến số ca lây nhiễm tăng kỷ lục và phải áp đặt các quy định hạn chế, trong khi Ấn Độ, điểm nóng tại châu Á, cũng tiếp tục trải qua một ngày lây nhiễm kỷ lục. Theo số liệu thống kê, đến 6 giờ sáng ngày 12 tháng 7 giờ Việt Nam, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu là trên 12.828 ca, trong đó có 566.950 người thiệt mạng. Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới, gồm Mỹ 59.471 ca, Brazil 35.512 ca và Ấn Độ 27.755 ca, trong khi Brazil đứng đầu về số ca tử vong với 845 người chết. Tiếp theo là Mỹ 713 ca và Ấn Độ 543 ca. Ngày 11 tháng 7, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga cho biết Brazil và các nước Mỹ Latin khác vốn có tỷ lệ người nhiễm virus SARS-CoV-2 cao sẽ là những nước đầu tiên nhận được thuốc Avifavir điều trị bệnh này do Nga điều chế. Đây là loại thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên của Nga đã được Bộ Y tế nước này cấp phép hồi cuối tháng 5. Thuốc đã chứng minh hiệu quả điều trị COVID-19 trong 90% các cuộc thử nghiệm. Đầu tuần này, Bộ Công Thương Nga đã nhận được yêu cầu cung cấp Avifavir từ cộng đồng, các quốc gia độc lập, các nước Mỹ Latin, châu Âu và Đông Nam Á. Tiếp theo là những tin tức nổi bật trong tỉnh. Ngày 10 tháng 7, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Long, huyện Hòa An. Từ năm 2015 đến nay, nhân dân xã Đức Long đóng góp 4 tỷ 280 triệu đồng, 37.831 ngày công lao động và hiến 3.175 mét vuông đất làm đường nông thôn, xây dựng nhà văn hóa xã. Xã huy động vận động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, hỗ trợ trên 60 tỷ 500 triệu đồng. Dự án VE036 đầu tư 22 tỷ 786 triệu đồng. Quỹ xây dựng nông thôn mới huyện hỗ trợ 2 tỷ 678 triệu đồng. Đã bê tông hóa được 7,7 km đường trục xã, liên xã, trên 18 km đường trục xóm, ngõ xóm, 6,36 km đường nội đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 7,6%. Qua giả soát đánh giá, hiện nay xã Đức Long đạt 15 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư và môi trường. Xã Đức Long kiến nghị tỉnh, huyện quan tâm cấp kinh phí để làm mặt bằng khu vui chơi giải trí của trẻ em và người cao tuổi, sửa chữa làm mới nhà tạm và dột nát và các tuyến đường giao thông liên xóm thuộc các xóm khó khăn, xóm 135 kịp thời để xã hoàn thành các tiêu chí trong năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phát động các phong trào thi đua về đích nông thôn mới nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục ra soát kiểm tra các tiêu chí, phối hợp kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư, hoàn thành các công trình dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Chiều ngày 10 tháng 7, khối thi đua Ban Quản lý, Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế các tỉnh miền núi phía Bắc, bao gồm Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hiện nay, 6 tỉnh miền núi phía Bắc có 10 khu công nghiệp, khu kinh tế với hơn 3.000 ha đã thu hút 473 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 244 triệu USD và gần 48.000 tỷ đồng. Trong đó có 8 dự án mới, tổng vốn đăng ký hơn 100 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 10.182 tỷ đồng. Các đơn vị đã tăng cường sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đã giải ngân trên 50% kế hoạch. Một số đơn vị tỷ lệ giải ngân còn thấp như Cao Bằng 6,5%. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đồng Đăng, Lạng Sơn giải ngân 41% kế hoạch. Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt hơn 3,9 tỷ đồng USD. Trong đó xuất khẩu đạt 1,4 tỷ đồng, nhập khẩu hơn 1 tỷ đồng, thu ngân sách từ hoạt động cửa khẩu đạt hơn 894 tỷ đồng. Thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế. Công khai minh bạch thủ tục hành chính trên thông tin điện tử tại các ban quản lý, niêm yết công khai tại cơ quan đơn vị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Hội nghị đã phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2020, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn, sắp xếp bộ máy các đơn vị. Tham gia phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân các tỉnh phát động, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Ngày 10 tháng 7, công ty Pionit
tổ chức hội nghị đầu bờ giống lúa lai ba dòng 27P31 tại xóm 7 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An. Mô hình giống lúa lai ba dòng chất lượng cao 27P31 là giống lúa lai ba dòng F1 sản xuất tại Ấn Độ, được trồng thử nghiệm trong vụ mùa tại hộ gia đình bà Lý Thị Thoan, xóm 6 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, với diện tích 500m2. Giống lúa 27P31 có thời gian sinh trưởng từ 105 đến 110 ngày, chiều cao cây từ 100 đến 105 cm, dạng cây đẹp, giấu bông, đẻ nhánh tốt, số bông to, nhiều hạt, tỷ lệ hạt chắc cao, có khả năng chống đổ ngã tốt và có khả năng chống chịu với bệnh đạo ôn, nhiễm nhẹ rầy nâu, có thể trồng ở nhiều loại đất khác nhau. Đây là giống lúa cho hiệu quả kinh tế cao, chất lượng gạo thơm ngon, năng suất từ 10 đến 12 tấn trên 1 hectare. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đánh giá cao về khả năng sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu sâu bệnh, cũng như tiềm năng, năng suất của giống lúa. Sau khi phóng sự Người giao xóm nhỏ làm việc lớn phát sóng trong chuyên mục Thông tin đối ngoại Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng nói về sự đoàn kết, quyết tâm, tự lực của 12 hộ dân nghèo xóm Rạc Rạy, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, bà con tự phá đá mở đường mà không có sự hỗ trợ của một dự án nào của nhà nước. Biết được thông tin, Ban Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã giao cho Chi đoàn Thanh niên vận động các nguồn lực giúp đỡ bà con. Sau khi khảo sát thực tế tuyến đường mà bà con tự mở bằng các nguồn lực xã hội hóa, Chi đoàn Thanh niên Sở Giao thông Vận tải đã vận động được 50 tấn xi măng. Ngày 10 tháng 7, đại diện Chi đoàn đã đến xóm Rạc Rạy trao cho bà con. Số xi măng trên mặc dù chưa đủ để hoàn thiện tuyến đường hơn 3 km, nhưng cũng giải quyết được phần nào giúp bà con có vật liệu để hoàn thành con đường. Cũng qua chương trình, một nhà hảo tâm đã nhờ nhóm phóng viên thực hiện phóng sự Người giao xóm nhỏ làm việc lớn, chuyển đến 12 hộ dân xóm Rạc Rạy 4 triệu đồng, giúp bà con có thêm kinh phí tiếp tục mở con đường. Trước đó, do đường đi lại quá khó khăn, muốn mang nông sản xuống chợ bán hay xuống trụ sở xã, bà con phải leo núi, xuyên qua rừng, đi cả buổi mới tới nơi. Chính vì sự khó khăn ấy, 12 hộ người giao xóm Rạc Rạy đã tổ chức họp xóm, thống nhất không trông chờ ỉ lại vào nhà nước. Họ tự góp tiền mua máy khoan và đóng góp công sức để mở con đường lên xóm dài trên 3 km. Ngày 10 tháng 7, tại xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh phối hợp với Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát hiện và bắt giữ một đối tượng bị truy nã. Đối tượng bị phát hiện và bắt giữ là Nguyễn Thị Thu Cúc, tên gọi khác Bé Đẹt, sinh năm 1992, nơi cư trú, khu phố 5, phường Tránh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo quyết định truy nã số 01 ngày 2 tháng 4 năm 2020 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương, tội danh bị khởi tố, lưu hành tiền giả, quy định tại khoản 1, điều 207 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, Nguyễn Thị Thu Cúc có hành vi lưu hành tiền giả, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện và xử lý. Cúc đã bỏ trốn sang Trung Quốc lao động làm thuê. Ngày 9 tháng 7, Cúc quay trở về Việt Nam qua đường biên giới tỉnh Cao Bằng. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận và đưa đi cách ly, theo dõi tại trạm tiếp nhận Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quy định. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Thu Cúc cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 9h10 hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.